Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin dịch cúm Vũ Hán, cả thế giới đổ xô đi kiện Trung Quốc. Các công ty sản xuất trang bị bảo hộ hàng đầu của Mỹ nói với Tòa Bạch Ốc là Trung Quốc cấm họ xuất khẩu các sản phẩm mà họ sản xuất từ Trung Quốc giữa lúc đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang lên cao và Bắc Kinh đang dồn thị trường đồ bảo hộ lao động và bảo hộ cho cái việc phòng chống dịch bệnh trên thế giới vào chân tường. Theo tờ New York Post đã đưa tin như vậy. Và hiện nay chính quyền của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc kiện Trung Quốc về những hành động bị cáo buộc này. Một luật sư của Tổng thống được Fox News dẫn lời vào hôm 5 tháng 4 năm 2020 đã cho báo giới biết về tin tức rất quan trọng này. Đây là hình ảnh các kiện hàng cứu trợ cho Trung Quốc từ một tổ chức cứu trợ nhân đạo của Mỹ gồm có khẩu trang và khẩu trang phẫu thuật và khẩu trang N95 đã gửi đến Trung Quốc vào ngày 6 tháng 2 năm 2020. Khi đó, dịch cúm Vũ Hán chưa có dấu hiệu gì đáng kể ở Mỹ. Thì qua cái việc này thì thấy rằng là thế giới đã giúp Trung Quốc trước đó rồi, nhưng mà Trung Quốc sau đó lại cấm không cho xuất ra nước ngoài. Và trong luật hình sự, so sánh việc này với các mức độ giết người, bà Jenna Ellis, một cố vấn pháp lý cao cấp của chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã nói như vậy. Bà nói, người ta đang chết dần chết mòn khi bạn có những hành động cố ý, có dự mưu giết người không gớm tay như kiểu Trung Quốc hiện nay, thì đây được xem là một hành động giết người cấp độ 1. Quả thật, với cáo buộc này thì Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong cái thời gian tới sau đại dịch này. Và bà Ellis đã nói các biện pháp lựa chọn đang được cứu xét bao gồm việc kiện trước tòa nhân quyền châu Âu hay làm việc qua Liên Hiệp Quốc. Và giám đốc điều hành của công ty 3M và Honeywell đã nói với các giới chức Mỹ là chính phủ Trung Quốc bắt đầu chặn việc xuất khẩu khẩu trang N95, máy thở, giày, găng tay và những sản phẩm khác do các công xưởng của họ tại Trung Quốc sản xuất. Theo lời một giới chức cao cấp của tòa Bạch Ốc đã tiết lộ cái thông tin này ra. Và điều đó quả thực là quá nguy hiểm vì khi con người ta đang chết dần ở những nước khác thì Trung Quốc không cho xuất hàng đi để cứu họ. Và Trung Quốc đã trả tiền cho các nhà sản xuất theo giá bán sỉ tiêu chuẩn nhưng cấm bán các sản phẩm thiết yếu cho bất cứ ai, viên chức này đã nói như vậy. Trong khi đó, dữ liệu trên mạng cho thấy Trung Quốc nhập 2,46 tỷ đơn vị các chất liệu phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian từ ngày 24 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 2 năm 2020. Viên chức của Tòa Bạch Ốc này cũng cho hay cái số liệu bất ngờ này, có nghĩa là Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ và mua gom tất cả những sản phẩm, những mặt hàng mà liên quan đến việc phòng dịch từ trước đó trên khắp thế giới mất rồi. Và các trang này và những cái thông tin này cho biết rằng là có 25 triệu chất liệu để may quần áo bảo hộ đến từ các nước trong Liên Hiệp Châu Âu cũng như Úc, Brazil và Campuchia hiện nay đang cần để cho sản xuất hàng. Và đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump vào hôm 7 tháng 4 tuyên bố sẽ xem xét lại số tiền tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới khi được Mỹ tài trợ rất nhiều tiền nhưng lại có xu hướng thiên về Trung Quốc. Thì đây là điều cáo buộc của Tổng thống Donald Trump. Và dữ liệu của Hải quan Trung Quốc chứng tỏ nỗ lực dồn thị trường thế giới về các mặt hàng bảo hộ bằng cách tăng cường mua một số lượng lớn các mặt hàng này, trong khi Trung Quốc, nước sản xuất trang thiết bị bảo hộ lớn nhất thế giới, đã hạn chế xuất khẩu, giới chức này nói. Có nghĩa là một mặt họ hạn chế xuất khẩu, một mặt khác họ mua tất cả các nơi mang về, thì chỉ có Trung Quốc mới có. Thì đây giống như một cái thứ mà để bắt buộc những nước khác phải tuân theo họ. Và tuần qua, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp dụng luật sản xuất quốc phòng để ra lệnh cho công ty 3M có trụ sở tại Paul Michelius ưu tiên sản xuất khẩu trang N95 cho cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang của Mỹ, viết tắt là FAMA. Và ông Michel, thành viên sáng lập và ủy ban duyệt xét kinh tế và an ninh Mỹ-Trung, xác nhận tình hình này và nói việc Trung Quốc dùng mánh khóe đã khiến cho các bệnh viện của Mỹ thiếu hụt trang thiết bị bảo hộ trầm trọng để chống lại khủng hoảng. Và đương nhiên với mưu đồ này của Trung Quốc thì hàng ngàn người của Mỹ đã phải chết vì không có những cái đồ bảo hộ cần thiết để giúp họ chống lại dịch bệnh. Và ông Vest đã nói một số hành động của Trung Quốc có lẽ bất hợp pháp nhưng mang lại sự kiện này ra trước pháp luật giữa lúc chúng ta đang trong cơn khủng hoảng thì không giúp ích được nhiều cho các bệnh nhân đang dùng máy thở trong bệnh viện. Thì đây là một cái cân nhắc của những cái quan chức cấp cao của Mỹ. Và ông Trista Whittle, cựu cố vấn cấp cao về ngoại giao và thương mại của Tổng thống George Bush và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả việc Trung Quốc kiểm soát trang bị bảo hộ là một cuộc chiến tranh chính trị. Có nghĩa là Trung Quốc giữ toàn bộ những bảo hộ quan trọng này lại
và chỉ cho những nước nào mà có lẽ sẽ nghe lời Trung Quốc những cái trang thiết bị này, còn những nước như Mỹ và nhiều nước khác thì phải đợi đấy đã. Và trong một tuyên bố, công ty Honey đã nói đối với phần lớn quý 1, Trung Quốc gánh chịu hậu quả cấp thời nhất của cuộc khủng hoảng dịch cúm Vũ Hán, do đó tất cả các khẩu trang từ các cơ sở được sử dụng và tiêu thụ nội địa và địa phương, tức là ở Trung Quốc. Và đây là hình ảnh hôm 30 tháng 3, các xe tải đông lạnh được dùng làm nhà xác tạm thời bên ngoài một bệnh viện ở Manhattan. Vào ngày 8 tháng 4, Mỹ đã ghi nhận thêm là 2.000 ca tử vong chỉ trong một ngày, tức là số lượng tử vong quá nhiều cho nên là Mỹ phải bắt buộc phải sử dụng những xe đông lạnh này để chứa xác người, và mỗi chiếc xe này thì được biết là chứa được hơn 30 xác. Vào ngày 5 tháng 4, công ty 3M không trả lời yêu cầu bình luận, nhưng trong một tuyên bố tuần trước, công ty cho biết đã được Trung Quốc cho phép xuất khẩu 10 triệu mặt nạ N25 do họ sản xuất tại Trung Quốc. Con số 10 triệu này rất là nhỏ so với cái nhu cầu khắp nơi trên toàn cầu, trên thế giới, và Trung Quốc vẫn cố giữ. Và ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là người hướng dẫn chương trình phòng chiến tranh đại dịch, nói thái độ của Trung Quốc tương tự như tai họa Chernobyl, tức là họ gây ra những cái thảm họa như vậy và cuối cùng thì thế giới gánh chịu, và Trung Quốc lại hạn chế những cái đồ, cái thứ mà bảo hộ thì làm cho cái chết càng nhiều hơn. Và tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington DC không trả lời yêu cầu bình luận của báo giới Hoa Kỳ khi được hỏi về cái điều này. Và hôm 5 tháng 4, tờ New York Post đã đưa tin các nhà sản xuất thiết bị an toàn y tế hàng đầu của Hoa Kỳ nói với Nhà Trắng rằng Trung Quốc cấm họ xuất khẩu sản phẩm từ nước này khi đại dịch cúm Vũ Hán đang diễn ra, bởi vì lúc đó Trung Quốc đang cố gắng chiếm lĩnh thị trường về các mặt hàng thiết bị bảo hộ cá nhân này. Thì đấy là cái điều mà họ đã tiết lộ, và rõ ràng đây là một âm mưu khá lớn của Trung Quốc nhằm kiềm chế những nước khác và làm những nước khác phải phụ thuộc vào họ. Và còn nhớ vào tháng 1 năm 2020, khi Trung Quốc còn đang oằn mình trong đại dịch cúm Vũ Hán, số người chết tăng vọt mỗi ngày, nhiều thành phố lớn đóng cửa, không khí tăng tóc bao trùm khắp nơi, thì Mỹ và châu Âu lập tức gửi hỗ trợ hàng trăm ngàn khẩu trang, hàng trăm triệu USD và trang thiết bị cho phía Trung Quốc. Thì đây là cái điều mà các nước văn minh họ vẫn làm, họ thường xuyên làm, chứ họ không bắt ép bất cứ gì cả. Nhưng Trung Quốc thì có lẽ là ngược lại. Và Viện Nghiên cứu Henry Jackson ở Anh cho rằng các nước G7 có thể kiện Trung Quốc đòi bồi thường ít nhất là 6.500 tỷ đô la do để cho virus cúm Vũ Hán lây lan ra toàn cầu và ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là ít nhất, chứ còn con số có thể cao hơn. Đây là 6.500 tỷ. Và tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông cho biết gần 200 ca nhiễm cúm Vũ Hán đã được ghi nhận trước ngày 27 tháng 12 năm 2019. Nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ thông báo về dịch bệnh cho Tổ chức Y tế Thế giới sau đó 4 ngày và khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy nó lây từ người này sang người kia. Và cái điều này giấu giếm này rất quan trọng, bởi vì khi lây người sang người và với tỷ lệ vẫn lây 1 đến 3, tức là 1 nhân 3, 3 lại nhân 9 thì rất là nhanh, và cái điều đó làm thế giới đã chậm trong cái việc phòng chống dịch bệnh. Vào tối ngày 5 tháng 4 năm 2020, nữ hoàng Anh đã kêu gọi người dân đoàn kết bền bỉ và thể hiện lòng biết ơn đối với đội ngũ y tế trong bối cảnh dịch cúm Vũ Hán lan rộng tại Vương quốc Anh. Và bản thân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhiễm cúm Vũ Hán và bắt buộc phải nhập viện để điều trị, và ông cũng phải nằm ở phòng cấp cứu. Thì đây là cái điều khá nguy hiểm. Và bà nói nếu Trung Quốc cung cấp thông tin chính xác trong giai đoạn đầu, dịch bệnh đã không rời khỏi nước này. Viện Henry Jackson có trụ sở tại London, Anh đã viết trong báo cáo như vậy. Họ nói tiếp, bồi thường do virus cúm Vũ Hán phải không được công bố vào ngày vừa qua. Thì đây là cái điều mà câu hỏi họ đặt ra, và chắc chắn rằng rất nhiều nơi sẽ đặt ra tiếp tục cái câu hỏi này với Trung Quốc. Và tài liệu cho rằng Trung Quốc đã vi phạm 10 điều luật, trong đó quy định về sức khỏe quốc tế, viết tắt là IHR, SARS vào năm 2003, và khẳng định rằng nỗ lực che giấu dịch bệnh của Bắc Kinh đã khiến cho cúm Vũ Hán lan rộng trên thế giới và khiến cho 1.300.000 người nhiễm và hơn 74.000 người chết, và bây giờ là hơn 80.000 rồi, con số này tăng lên rất nhiều, và thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Mỹ và các nước châu Âu hiện nay là điểm nóng khi số ca nhiễm và tử vong tăng lên rất nhanh hàng ngày hàng giờ, và chưa xác định được đỉnh dịch, tức là chưa biết lúc nào nó dừng cả, và số người chết vẫn cứ thế tăng. Và tổ chức này cho rằng Trung Quốc cần bồi thường tối thiểu 6.500 tỷ đô la, tương đương với số tiền các quốc gia G7 đã phải bỏ ra để đối phó với dịch bệnh và cứu trợ cho nền kinh tế do người dân phải ở nhà, còn các doanh nghiệp, còn các ngành nghề công nghiệp thì bị đình trệ gần như là tê liệt cả. Đặc biệt là các hãng hàng không và những công ty và dịch vụ về du lịch. Và các quy định về sức khỏe của tổ chức quốc tế IHR yêu cầu các nước phải theo dõi và chia sẻ thông tin về khả năng truyền nhiễm và mức độ nghiêm trọng của những mầm bệnh có khả năng lây lan giữa các nước. Và Viện Henry Jackson
đã cáo buộc Trung Quốc đã hành động ngược lại khi che giấu thông tin và trừng phạt những người tìm cách công bố dữ liệu. Thì cái này các bạn biết rất rõ, qua vừa qua thì ngay cả những vị bác sĩ của Trung Quốc họ phát hiện ra cái virus rất nguy hiểm đó, công bố ra rồi cuối cùng họ đã bị truy quy kết, bị quy chụp giống y như Đảng Cộng sản Việt Nam làm. Và cuối cùng thì ông ta cũng đã chết. Vào ngày 6 tháng 4, cựu công tố viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Clayman nói rằng ông đã đệ đơn kiện lên Tòa án Hình sự Quốc tế, viết tắt là ICC, tại thành phố The Hague, Hà Lan vào tuần trước và đã nhận được thông báo của tòa này vào cùng một ngày hôm đó. Ông cáo buộc chính phủ và quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vi phạm các công ước quốc tế sản xuất vũ khí sinh học và phạm tội phản loại nhân loại, tạo ra virus cúm Vũ Hán gây nguy hiểm cho người dân Trung Quốc và trên toàn thế giới. Thì cáo buộc này rất ghê gớm, rất nguy hiểm. Và không phải chỉ một, và chắc chắn trong thời gian tới sẽ rất nhiều nơi sẽ kiện tiếp tục Trung Quốc về việc này. Và đây là hình ảnh biếm họa của Kirei, có một tên là món tráng miệng COVID-19, với gương mặt các lãnh đạo quốc gia tỏ ra giận dữ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi những cái nước của họ đang phải đối diện với cả cái, những cái nguy cơ từ Trung Quốc. Và những người thổi còi như bác sĩ Lý Văn Lượng đã bị cảnh cáo vì đăng thông tin về dịch bệnh. Nhiều người cho rằng virus cúm Vũ Hán đã gây lây giữa người với người từ trước thời điểm nêu trên, tức là từ sớm lắm rồi. Và tổ chức này cũng cho hay cần thiết phải kêu gọi thành lập liên minh khởi kiện vì Bắc Kinh thường phản ứng hung hăng với các mối đe dọa trên trường quốc tế. Rồi Trung Quốc lúc nào cũng hung hăng. Thì các bạn thấy cái hung hăng gần đây nhất là thấy họ lao vào tàu gỗ của Việt Nam và đâm chìm luôn. Họ nói là tàu Việt Nam, tàu gỗ đâm tàu Trung Quốc. Và biện pháp này sẽ đòi hỏi sự can đảm và đoàn kết toàn cầu. Chính quyền Vũ Hán và Hồ Bắc đã vi phạm quy định về sức khỏe quốc tế IHSR trong giai đoạn đầu dịch. Trách nhiệm phải thuộc về cấp lãnh đạo cao nhất. Thì rõ ràng cách đối phó với dịch ở Vũ Hán của chính quyền Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, và báo cáo có đoạn đã đăng như vậy. Và khởi kiện do tranh cãi xung quanh quy định sức khỏe quốc tế IHR là hành động chưa từng có tiền lệ. Nhưng Viện Henry Jackson cho rằng đã có những khuôn khổ trong Tổ chức Y tế Thế giới cho phép thực hiện điều này. Và như vậy là hoàn toàn có cơ sở có thể kiện Trung Quốc. Và Viện Nghiên cứu Anh cũng đề xuất phương án đưa ra sự việc ra toàn tòa trọng tài thường trực Tổ chức Thương mại Thế giới hoặc viện dẫn các quy định trong thỏa thuận đầu tư, thậm chí là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển chẳng hạn. Thì đây là cũng có những cái điều mà có thể áp dụng. Và trong thảm họa tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thế giới lần thứ hai do Đảng Cộng sản Trung Quốc tạo ra, người Trung Quốc là nạn nhân và người dân của các quốc gia và khu vực khác cũng là nạn nhân. Tất nhiên sẽ có một số lượng lớn người tử vong, những tổn thương về tinh thần và tổn thương về kinh tế là rất khó ước tính và là con số rất khổng lồ mà hiện nay chưa biết đến khi nào mới có thể thống kê hết. Và bây giờ khi cả thế giới đang tập trung vào việc ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh và các yêu cầu bồi thường thì mới chỉ khởi động mà thôi, tức là họ đã chuẩn bị những tài liệu và sắp đặt những cái việc họ sẽ phải làm trong thời gian tới khi dịch bệnh đỡ đi. Thì có thể khi dịch bệnh tạm qua đi, thế giới tự do với Hoa Kỳ là người đứng đầu và chắc chắn sẽ yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc trả lời và phải chịu trách nhiệm cho những điều khủng khiếp mà họ đã gây ra cho nhân loại. Điều đã được Mỹ ví như một trận chân châu cảng. Trước đây, rồi Nhật Bản đã từng bất ngờ tấn công nước Mỹ và buộc Mỹ phải tuyên bố chiến tranh chống lại chủ nghĩa phát xít. Và đại chiến thế giới lần thứ hai đã nổ ra như thế. Và cuối cùng các bạn cũng đã biết chủ nghĩa phát xít đã bị tiêu diệt hoàn toàn trên thế giới. Và hy vọng rằng một cái chủ nghĩa phát xít đỏ như vậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra cũng sẽ bị tiêu diệt tương tự như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6, ngày 10 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.